Vâng, chào các bạn nhé. Hiện tại bây giờ là 1 giờ chiều ngày 24 tháng 7 năm 2024 dương lịch. Cái cơ sở Đại Dương vừa mới chính thức bàn giao xong cho anh Bình ở xóm 4. Đây xóm 4 gì anh nhỉ? Đồng Hơn à? Yên Dương à? Yên Dương, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Bàn giao bộ cuốn thư sẽ được xóa. Cảm ơn anh đã tin tưởng. Xem quảng cáo phát chốt trong một cuộc điện thoại thôi. Tặng anh đầy đủ cuốn thư chất liệu xoan nhé các bác nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng đúng như quảng cáo thì thanh toán, các bác không phải cộng một xu đấy, nên là các bạn rất là yên tâm khi mua hàng nhé, không phải lo về tình trạng lừa đảo. Hãy cứ nhận hàng đúng như quảng cáo thì thanh toán. Bên em không bắt các bạn cộng một xu đấy. Ngoài 6 món nhé, một cái dài, hai cái ngắn, một bàn 2 đô. Đấy, tặng kèm một kính bàn, kính đôn, bộ khay trà. Bàn có ngăn kéo sử dụng, đôn cũng có ngăn kéo sử dụng. Đôn ngồi đây. Chiếm chiều ngang bộ này 2m4, dài 2m4 là kê được vào phòng nhà mình nhé các bạn nhé. Đấy, khách nào mà có nhu cầu thì cứ điện cho số điện thoại này.